Ngọc Oanh xin kính chào quý khán thính giả của Đài Net VTV. Chào mừng quý vị cùng đến với một chương trình rất là mới mẻ của Đài Net VTV. Có một cái tên và Ngọc Oanh tin chắc rằng là quý vị sẽ cảm nhận được ngay, đó là nguồn năng lượng mặt trời. Và ngày hôm nay người mà Ngọc Oanh mời đến trong chương trình nguồn năng lượng mặt trời ngày hôm nay không ai khác đó là anh Jason Lee, là giám đốc điều hành của công ty Solar System, sẽ đến để chia sẻ về nguồn năng lượng mặt trời trong thời đại ngày nay là như thế nào. Ngọc Oanh xin gửi lời chào thân mến đến anh Jason Lee. Jason chào cô Ngọc Oanh và Jason xin chào tất cả quý vị khán giả của đài. Dạ vâng. Trước hết thì cho Ngọc Oanh được hỏi anh là, như Ngọc Oanh đã giới thiệu với quý khán thính giả, anh là giám đốc điều hành công ty Solar System. Yeah. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì anh đặt một cái tên rất là nóng bỏng. Nghe là ta thấy nóng hết cả người rồi, đó là nguồn năng lượng mặt trời. Thì xin phép anh cho Ngọc Oanh hỏi cái nguồn cảm hứng nào để mang anh đến với cái nguồn năng lượng mặt trời ngày hôm nay và có mặt trong phòng thu của tôi, của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Ngọc Oanh cũng nhớ là Jason cũng là giám đốc cho cái công ty mà Silicon Valley IEO, tức là một cái công ty về chuyên về địa ốc mà hoạt động trong địa ốc cũng đã lâu. Và cũng xin thưa với quý vị khán giả là sau rất là nhiều năm trong ngành địa ốc thì cả 1-2 năm nay Jason thấy là trong cái thị trường của cả nước Mỹ ai cũng muốn về cái vấn đề mà năng lượng sạch đó, tức là không có muốn đốt than đá hay là đốt xăng, ai cũng đổi qua để mà làm năng lượng mặt trời. Thì thấy cái cơ hội này và những cái công ty ở ngoài đó thì họ rất là active, tức là họ buôn bán rất là mạnh. Nhưng mà họ chuyên về chỉ làm về cho mướn cái system đó. Thì đầu năm nay Jason có cơ hội là nghiên cứu thêm về cái năng lượng mặt trời, về cái solar system. Thì thấy rõ ràng là cái việc mà cho mướn nó rất là khác với cái việc mà để cho mình ôm cái căn nhà đó. Nhất là một cái người chuyên viên địa ốc thì so sánh về cái đó thì cái tai hại của cái việc mướn với cái lợi về cái việc ôn đó nó khác nhau một trời một vực. Cho nên Jason quyết định là mở một cái công ty để giúp cho những người chủ nhà ôn một cái solar system, và thứ hai là để họ không phải bị những cái vấn đề phiền toái trong tương lai về mướn một cái system đó ở trong nhà mình đó, thưa cô. Dạ vâng. Và Ngọc Oanh được biết rằng là trong lĩnh vực địa ốc đó là anh là một người rất là successful, rất là thành công thưa quý vị. Mà anh sẵn sàng bỏ cái công việc đó không phải vì hiện tại bây giờ là cái ngành địa ốc nó cũng hơi slow, nhưng mà theo như Ngọc Oanh biết nó cũng nở rộ trở lại rồi thưa quý vị. Nhưng mà anh bỏ hết để anh đi theo đuổi một cái nguồn năng lượng mặt trời, đó là solar. Mà Ngọc Oanh được biết đến là bây giờ đó là government đang rất là khuyến khích người dân, kiểu như là trong nhà người người nên có solar trong nhà. Như vậy thì nó giúp, thứ nhất là nó tiết kiệm được điện, và thứ hai rất là quan trọng là nó giúp cho cái vấn đề mà môi sinh, vấn đề về môi trường, môi sinh, và đặc biệt là cái chương trình gọi là global warming. Dạ vâng. Yeah. Dạ vâng, và cái điều đó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta là người sống trên cái hành tinh này, nếu chúng ta muốn giữ trái đất của chúng ta kiểu như là tươi xanh và đẹp mãi thì chúng ta nên góp bàn tay trong vấn đề tiết kiệm năng lượng mặt trời, là kiểu như chúng ta là nên đi theo cái chương trình solar, là một cái chương trình khá mới mẻ. Dạ vâng, thì anh có thể cho Ngọc Anh biết, hồi nãy anh vừa mới nói sơ sơ rằng là cái mướn và cái ôn, cái solar, thì Ngọc Anh muốn hỏi rằng là cái mướn và cái solar nó có những cái ưu thế gì khác nhau thưa anh? Thưa Ngọc Anh và thưa quý vị khán giả, là nếu mà mình mướn một cái system giống như ở ngoài kia họ quảng cáo, lúc nào cũng có rất nhiều công ty là cái gì cũng free, không có phải trả tiền gắn, cũng không có phải trả tiền deposit, rồi cũng còn được tiền bonus này kia. Nhưng mà quý vị biết trong đó mình phải ký cái hợp đồng 20 năm. Thì cái 20 năm đó nó tai hại là mình mướn chứ không phải là mình làm chủ. Và cái căn nhà thì mình làm chủ, nhưng mà căn nhà nó lại đèo thêm một cái system nó mình mướn. Thì nếu mà quý vị cứ đặt trường hợp là cứ 5 năm hay là 7 năm sau hay là 3 năm sau mình quyết định bán căn nhà đó đi, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cái system đó mình không có làm gì được, không phải của mình không tháo ra được, mà mình sang lại cho cái người mua thì chưa chắc họ đã đồng ý. Thứ hai, nếu mà họ không đồng ý thì họ lại bắt mình trả giá, cái ép giá cái nhà của mình. Thì như vậy là lúc mà mình muốn bán cái nhà đó, cái việc khó khăn nó từ đó đó.
Vậy coi như là như anh giải thích là nếu mà một người mà muốn có solar ở nhà mà cái lease á, nghĩa là mình thuê đó, thì nó có những cái rắc rối về sau này. Nghĩa là khi mà chúng ta, dĩ nhiên là cái chi phí nó sẽ rẻ hơn, phải không thưa anh? Nhưng mà ngược lại đó là chúng ta phải về lâu về dài đó là chúng ta có những cái rắc rối xảy ra, như như anh vừa nói rằng nếu chúng ta là chủ căn nhà mà chúng phải phải đi rent cái solar như vậy đó thì sau này cái việc mua bán nó có vẻ phức tạp hơn. Phải không thưa anh? Ngọc Anh vừa nói là nếu mà mua đó thì nó mắc hơn, tức là rent thì nó rẻ hơn, thì câu đó nó cũng không có đúng. Cũng không tại chính vì xác. Mình đi mướn cái hệ thống đó thì cái người chủ của cái hệ thống đó, thứ nhất là họ đã được tiền chính phủ 30% thác của government cho lại họ, mà nếu mà mình mướn thì mình đâu có được đồng bằng nào trong đó đâu. Đúng rồi. Ngọc Anh thấy không? Thứ hai là tại vì họ hứa là họ sẽ bảo trì cái system đó, cho nên cái tiền mà trả mỗi năm đó họ sẽ cho mình tăng lên 2.9 hoặc là 2.95%. Thì khoảng năm thứ 10 thì cái hệ thống đó sẽ trở nên rất là mắc chứ không có rẻ nữa. Trong khi mình đi mua thì công ty có những cái chương trình là cho mượn, cho vay tiền mua các system đó, không cần phải bỏ đồng bạc nào ra hết. Và cái tiền payment mỗi tháng sẽ rẻ hơn là cái tiền đi mướn. Thứ nhất là sẽ rẻ hơn tiền đi mướn. Thứ hai là cái tiền payment của mình nó không thay đổi. Mình có thể lựa chương trình như là 20 năm hoặc là chương trình 12 năm. Thì như vậy mình ôn cái system đó mà mình sử dụng điện nó rẻ, mà Ngọc Anh cũng thấy là cái tiền mà PG&E đó cứ mỗi năm họ đều có tính lên giá, thì trong khi cái solar system nếu mà mình gắn rồi thì nó không lên giá, thì cứ tính tiếp 5 năm, 10 năm sau thì thấy rõ ràng là cái PG&E chẳng những nó bây giờ mình trả 100 đồng tháng thì 10 năm sau có thể mình sẽ trả đến 160 một tháng, trong khi solar system nó sẽ giữ cái payment nó không thay đổi, có thể là khoảng 60-70 thôi. Cho nên cái so sánh giữa cái ôn thì nó sẽ chắc chắn là có lợi nhiều hơn là rent cái đó. Và cái tai hại về sau của cái mướn đó, nó sẽ cần kéo dài cho cái người chủ nhà, và ôn thì đương nhiên mình lúc mình bán nhà, cái người mua nhà họ được hưởng cái system đó, tức là họ được free tiền điện, thì có phải là Ngọc Anh có chịu trả thêm cái nhà đó nếu mà Ngọc Anh mua cái nhà mà nói là cái người chủ nhà báo cho Ngọc Anh biết là mình tiền điện sẽ free từ nay về sau, thì Ngọc Anh nghĩ sao? Dạ vâng. Vậy thì để hỏi một cái câu hỏi mà Ngọc Anh hơi thắc mắc khi mà anh nói, đó là ví dụ nếu một người mua cái solar, cứ như mình tự ôn cái solar của mình, và như anh nói rằng là mỗi tháng là họ sẽ payment giống như mình mua một căn nhà, rồi mỗi tháng mình trả payment. Đó, thì nếu sau khi mà trong bao nhiêu năm, thì thí dụ như chẳng hạn như họ muốn 10 năm hay 20 năm thì họ cứ trả như vậy đến 20 năm thì completely cái solar đó là thuộc về họ. Thì nếu ví dụ chẳng hạn như mà khi mà họ bán nhà, tại vì để so sánh với cái lease và cái own, thì khi mà một người lease á, thì khi mà họ bán căn nhà đó đi đó, thì cái vấn đề như anh nói rằng là đâu có phải cái người chủ mới họ muốn nhà họ có solar, tại vì có nhiều người họ thấy rằng là nếu mà solar để trên mái nhà nó sẽ mất thẩm mỹ, nó sẽ mất đẹp, và thậm chí rằng là về lâu về dài nó sẽ làm cho mái nhà họ bị nặng và nó bị sập, nó không an toàn, thì nhiều khi chưa chắc họ làm. Nhưng mà với cái người mà đi mua cái solar đó, thì khi họ bán căn nhà đó thì họ có quyền mang tất cả cái solar đó họ mang đi về cái căn nhà mới của họ, phải không thưa anh? Đương nhiên, tại vì cái solar đó là thuộc quyền sở hữu chủ của người chủ nhà đó. Nếu mà họ tặng cho cái người buyer mới mà người buyer mới từ chối thì họ cứ việc mang đi, không có ai có quyền nói gì cả. Nhưng mà nếu mà mướn thì không được mang đi. Nếu mà mang đi thì vẫn phải giữ cái hợp đồng và phải trả tiền để mang đi. Và khi mà mang đi như vậy thì theo như Ngọc Anh biết rằng là không phải cái nhà nào cũng có thể gắn solar được, phải không thưa anh? Dạ thưa Ngọc Anh, thì đúng cái đó. Tại vì thưa quý vị là mỗi một gia đình của mình có những cái nhu cầu về điện khác nhau. Thì PG&E ở đây họ tính là có cái 4 cái tier. Tức là mình xài điện ít á, thì mình sẽ trả cái giá nó rất là rẻ. Rồi tới cái tier thứ 3, thứ 4 thì cái điện nó sẽ lên tới 30 mấy cent một ký. Thì như vậy cái tiền của mình payment mỗi tháng mình từ 100 đồng sẽ nhảy lên 300 hay 400, nó rất là nhanh. Với cái nếu mà mình sử dụng máy lạnh cho mùa hè đó. Cho nên nếu mà cái vấn đề mà
nếu mà cái tiền của mình trả cho PG&E mà không nhiều thì mình nên, cái solar nó sẽ không có lợi cho mình. Đúng tại vì rồi. Cái hệ thống nó giàu muốn giàu không nó vẫn phải tốn tiền. Vâng, dạ vâng. Dạ vâng, và Ngọc Anh nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều quý vị sau khi xem chương trình nguồn năng lượng mặt trời có những thắc mắc rất là nhiều. Nếu mà tôi muốn gắn solar thì như thế nào và cái hình thức nó như thế nào tôi còn rất là khó hiểu, thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với anh Jason Lee là giám đốc điều hành của công ty Solar System. Anh sẽ giúp giải đáp tất cả những câu hỏi của quý vị nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào. Một lần nữa, Ngọc Anh cảm ơn sự hiện diện của anh Jason Lee rất là nhiều trong trường nguồn năng lượng mặt trời của chúng tôi ngày hôm nay, và mong được gặp anh trong chương trình lần sau. Mọi chi tiết thắc mắc về chương trình Solar System, quý vị có thể gọi trực tiếp cho anh ở số là 408-348-7988, hoặc là quý vị có thể gọi ở văn phòng là 408-260-4 con số 9, rất là dễ nhớ thưa quý vị. Cảm ơn anh đã đến với chương trình của chúng tôi, và hẹn gặp lại cũng như gặp lại anh cũng như quý khán giả trong chương trình nguồn năng lượng mặt trời lần sau. Jason xin thân ái tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.